không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ là một trong những yêu cầu của Sở Công Thương Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng yêu cầu công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, ban quản lý chợ các quận, huyện, siêu thị, đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm, dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tiêu độc tại các chợ, bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các cổng chợ. Bên cạnh đó, các hộ tiểu thương, khách hàng vào chợ bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ. Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu chiết tách huyết tương từ mẫu máu của những người đã khỏi bệnh COVID-19 để điều trị cho các ca bệnh nặng khi đã hết các phương án điều trị. Liệu pháp này đã được một số nước trên thế giới thử nghiệm vì trong huyết tương của người đã khỏi bệnh COVID-19 chứa một số lượng lớn các kháng thể có thể chống lại virus SARS-CoV-2. Theo đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và hệ thống các viện huyết học tiến hành lấy máu, chiết tách huyết tương của bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh để nghiên cứu sử dụng điều trị cho người bệnh nặng theo phác đồ đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cùng với các phác đồ của nước bạn như là Cuba, Nhật Bản, Pháp. Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang dự thảo đề tài nghiên cứu này.